Nhắc lại về cũ một chút này, hôm trước chúng ta làm quen với khái niệm thế nào là responsive và các loại responsive và cái web responsive trên CS3 nó như thế nào. Thì tóm cái váy lại là chúng ta để làm được responsive cho website chúng ta phải có hai yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải có cái meta viewport. Cái meta viewport này nó để nó cố định lại cái mức độ zoom cũng như là các pixel ở trên cái màn hình của chúng ta. Được chưa? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính, một cái tính chất tính năng mới của CS3, đó là media query. Thì chúng ta có cú pháp là a cộng media screen and max width bằng một cái khẩu độ nào đấy bao nhiêu pixel. Thì cái số chúng ta đấy là những cái mà chúng ta sẽ tiến hành là xử lý khi mà muốn làm responsive. Tiếp theo với responsive thì chúng ta sẽ có cái trò như sau. Thứ nhất là chúng ta phải làm quen với khái niệm là max width. Cái thứ hai là khái niệm min width. Max width là lấy tính từ, các bạn nhớ này, max width là tính từ cái 700 đổ xuống. Được chưa? Lớn nhất, cái chiều rộng lớn nhất bằng ngày thì được áp dụng cái dưới này. Được chưa? Và chúng ta khi mà sử dụng max width thì chúng ta hãy nhớ đó là những cái nào có khẩu độ, có breakpoint, cái giá trị của breakpoint, đây là cái breakpoint này, breakpoint lớn hơn thì đặt lên trước. Cái nào có breakpoint nhỏ hơn thì để xuống dưới. Được chưa? Đấy là cái cách làm. Cái loại thứ hai là chúng ta có min width. Được chưa nhỉ? Min width. Ví dụ tôi sửa cái này thành min width thì các bạn nghĩ sao? Trên 700, từ 700 đổ lên. Được chưa? Từ 700 đổ lên. Ở đây cũng là min width. Thì bây giờ các bạn sẽ nghĩ là cái này nó sẽ thành cái gì? Thành gì? Tất cả đều thành màu gì? Xanh. À, màu màu xám chứ, quên, xám. Vì sao? Thằng này đặt ở đâu? Cuối cùng. Mà nó lại là có breakpoint giá trị giá nhỏ nhất. Đúng không? Thì thế cho nên là từ đấy hất lên trên nó sẽ được ưu tiên hơn và nó chuyển tất cả sang màu xám. Đúng chưa? Khẩu độ là bao nhiêu cũng vậy thôi. Đây, nó nhỏ hơn 500 thì trở về cái ban đầu. Đúng chưa? Đó là cái breakpoint, cái khái niệm 500 hay 700 này là breakpoint. Được chưa? Như vậy thì với ví dụ tôi sẽ lấy cái break những cái chúng ta sẽ có những cái loại breakpoint nào và chúng ta sẽ có những cái cách đặt breakpoint như thế nào và triết lý code của chúng ta sẽ là làm sao thì chúng ta sẽ như sau. Khi mà làm responsive cho một cái website chúng ta có hai cách làm. Có hai cách làm. Cách đầu tiên, cách thứ nhất. Để nó cố hết được. Cái cách thứ nhất chúng ta có cái trò là mobile first. Cách thứ hai là desktop first. Mobile first là gì? Và desktop first là gì? Mobile là gì? Di động. Desktop first là gì? Đầu tiên, đúng không? Thì với cái giao diện đấy, với cái cách làm mobile first thì chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện phù hợp cho thiết bị di động trước. Sau đó chúng ta mới chuyển lên cái giao diện là cho di động nhưng mà nằm ngang. Yeah. Sau đó chuyển tiếp sang cái độ rộng là tablet. Đúng. Sau đó chuyển tiếp lên tablet ngang như này và cuối cùng mới đưa lên là desktop. Đây là cái cách chúng ta thiết kế giao diện cho cái thằng này trước, là chúng ta ưu tiên cho cái thằng điện thoại di động trước. Được chưa? Cái màn hình nguyên bản đầu tiên của chúng ta là màn hình phù hợp cho điện thoại di động, sau đó mới đến các cái màn hình khác. Được chưa? Còn cái loại thứ hai là desktop first thì làm ngược lại rồi đây, là bắt đầu từ desktop trỏ xuống cuối cùng là dừng lại ngoài. Thì chưa nhỉ? Đây là cái hai cách làm và bây giờ ngày nay hầu như người ta làm cái trò này trước, thiết kế theo một bài first trước. Đấy là cái cách người ta làm. Được chưa nhỉ?
Và hầu hết các framework CNS sau này tí nữa các bạn sẽ được học Bootstrap, thì Bootstrap nó cũng là một cái CNS framework, là một cái học kiểu là mobile first, là hầu hết là mobile first. Không chưa? Còn cái triết lý khi mà chúng ta làm cho mobile thì tôi đã hướng dẫn rồi, đó là gì? Khi mà chúng ta làm giao diện cho mobile thì với so sánh với cái desktop này thì nó sẽ là thuộc theo kiểu desktop thì sẽ kiểu hàng ngang đúng không? Nó sẽ hướng hàng ngang, còn mobile thì tất cả theo hướng hàng dọc và bỏ đi cái không cần thiết. Đấy là hai cách làm. Tiếp theo đến những cái breakpoint phù hợp cho những cái độ rộng màn hình này. Tóm lại, có cái máy này chúng ta ở trong tất cả các thể loại thiết bị thì chúng ta có những cái khẩu độ, có những cái breakpoint như sau. Nhất là cho di động đúng không? Di động xoay dọc, không? Portrait. Thứ hai là landscape, là cho di động nằm ngang. Tiếp theo là tablet, portrait, là máy tính bảng nằm đứng, máy tính bảng nằm ngang, và desktop. Desktop nó phân chia ra làm hai loại, là desktop là một phần dọc 1200 bao nhiêu ấy, 1366, 1360, 768 và HD và Full HD cao hơn, thì cái đấy nó cũng theo cái desktop này thôi. Thì chúng ta sẽ có những breakpoint như sau. Thứ nhất, cho cái thằng này, kể cả nằm ngang hay nằm dọc, mobile nằm ngang hay nằm dọc, chúng ta sẽ có cái breakpoint là, ví dụ thằng này nhé, thằng này chúng ta sẽ có breakpoint là 480 pixel. Được chưa? Còn nằm ngang, chúng ta sẽ nó sẽ rơi vào tầm từ 480 cho đến nhỏ hơn. Đây là 680 thì phải, nếu nhớ không nhầm, 680. Còn đây là 768 pixel. Đây là 992 pixel. Còn đây là từ 1100 pixel. Đây là những cái breakpoint mà chúng ta cần phải nhớ. 480, 680, 768, 992 và 1100. Đây là những cái breakpoint chúng ta cần sử dụng. Nhớ tôi cái danh sách breakpoint này. Nó tương ứng với các cái thiết bị nằm ngang, nằm dọc, các thứ các kiểu. Đấy. Mobile nó cái này nó chỉ có thế thôi. Còn khi mà chúng ta sắp xếp thì hầu hết là, trừ khi là chúng ta dựng frame, tức là dựng ra cho mình một cái bộ khung mới để code, thì chúng ta mới cần phải lưu ý đến những cái này. Còn nếu mà chúng ta sử dụng các framework, ví dụ như Bootstrap, ví dụ như là Foundation, rồi các cái thư viện về CSS khác, thì chúng ta nó đã dựng sẵn hết rồi, chúng ta rồi chúng ta không phải làm gì nữa, chúng ta chỉ đặt cái gì vào đâu hiển thị cái gì và giấu cái gì đi khi mà màn hình nhỏ thôi. Đấy là cách làm. Tiếp theo chúng ta đảo qua một lượt về các cái thư viện hay gọi là các cái CSS framework hiện nay đang có và đang nổi tiếng, thì nó sẽ gồm có những cái thằng nào và nó xử lý và nó nổi tiếng, nó người ta hay dùng nó ra sao. Ví dụ chúng ta search là CSS framework 2017. Đây. Best framework 2017. 20 best responsive web design framework. Ông nháy nhiều thế. Đây. Các chúng ta có các cái thư viện, các cái framework, gọi là framework thì đúng. Đầu tiên là Bootstrap. Thằng này luôn luôn đứng số 1. Đấy nhỉ? Đây là một cái thư viện rất là nổi tiếng và phổ biến ở trong cái việc thiết kế giao diện của chúng ta. Nó hỗ trợ khá là đầy đủ cho việc xây dựng cái giao diện màn hình bằng cách là nó tạo sẵn ra các cái hệ thống về grid, tức là hệ mạng lưới ở trong cái việc xây dựng các cái thiết kế giao diện, cũng như là các cái lớp có sẵn ở trong đấy để chúng ta làm giao diện cho nó dễ. Đầu tiên luôn luôn là Bootstrap. Tiếp theo, cái thứ hai không thể bàn cãi được, nó là Foundation. Cái Foundation này giờ là do bọn Job Foundation, công ty này, Job này, nó viết ra. Thì đây là một cái CSS framework khác, nó đứng thứ hai. Thằng này thì chiếm 80% thị phần này. 80% số lượng website bây giờ sử dụng Bootstrap. Sau đó đến thằng này chắc là chiếm khoảng 10%. Tiếp theo là Material UI, thì chúng ta có thể vào đấy chúng ta xem nó là cái gì. Đây, Material UI.
Thằng này thì tên là khá là hay nhưng mà nó là xu hướng thiết kế nó khá mới, người ta cũng chưa áp dụng được nhiều. Quầy lầu thê. Không vào được xem. Đấy, cái thứ ba là Material Design. Tiếp theo là Pure CSS. Rồi thì Skeleton, Montage, Simple, Gambi, Semantic, Cascade, UI Kit, rất là nhiều. Thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái thư viện nào đấy để chúng ta sử dụng cho các dự án sau này của chúng ta thoải mái. Như tôi thì tôi sẽ sử dụng Bootstrap. Đấy, đây là cái Material, thì nó sẽ thiết kế theo cái triết lý Material Design của Google. Google là cái thằng đầu tiên làm ra nghĩ ra cái trò là Material Design, nó là lai giữa thiết kế phẳng và thiết kế cho di động. Thì các bạn khi mà nhìn Material Design ấy, gần như tất cả trên một mặt phẳng đúng không? Sau các màu của nó cái độ tương phản khá cao. Mặc dù đây là hai màu cùng tông nhưng mà nó sẽ sắp xếp là những cái độ tương phản rất rõ ràng và hầu hết là thiết kế theo kiểu là đường căng, những cái đường căng rất là nét. Đây kể cả đường dọc đứng này nữa. Được chưa? Còn hiệu ứng của nó mặc định sẽ là như sau, các bạn nhìn vào cái nút này nhá. Bấm. Thấy gì? Nó bung ra ngoài đúng không? Giống như chúng ta làm gì? Ném một cái gì đấy xuống nước. Đúng không? Cái hiệu ứng là hiệu ứng wave. Wave animation. Hoa ve á. Được chưa? Wave. Đó. Còn đây. Cái này biết là cái gì, gọi là cái gì không? Gọi là cái gì biết không? Sweep. Được chưa? Sweep. Chúng ta ở trên di động, đặc biệt trên di động các bạn có bật enable hay disable cái gì lên thì chúng ta bấm vào đấy cái nó tự động nó chạy bên này đúng không? Bật sang bên này là enable, còn bên này là disable. Nó tương đương với cái nút là cái bắt input check cái input time checkbox. Được chưa? Tích vào thì là chọn, còn không tích thì là hủy. Đó, nó rất nhiều. Thì đây là cái cách theo kiểu là Material Design. Thằng này còn chưa ra bản chính thức. Vẫn hiện tại vẫn là đang beta 0.19.4. Vẫn là đang bản beta. Rồi. Thì dừng lại cái việc responsive ở đấy, chúng ta chỉ hiểu nó hoạt động như thế nào, sau này biết đường mà sửa thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang học cái Bootstrap ngay bây giờ. Thì tạm thời tôi sẽ xóa bớt mấy cái file này đi. Bootstrap. Public audio CSS image JS. Rồi ok, các bạn xóa cho tôi cái audio image. Xóa bớt cho tôi mấy cái thằng này đi. Giữ lại cái JS và CSS thôi. Ủa? Phải index tôi cũng xóa à? Rồi, index. Rồi. Các bạn tiếp theo vào cho tôi trang là trang getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Vào chưa? Getbootstrap.com, sau đó các bạn nhìn đến hiện tại đây này. Hiện tại version của nó là 4.0. Được chưa? Tuy nhiên cái bản 4.0 này vẫn là đang là bản alpha test. Được chưa? Alpha test. Chúng ta nghe từ alpha và beta bao giờ chưa? Chơi game có bao giờ nghe đến open beta? Nghĩa là gì? Đúng rồi, bản thử nghiệm. Những cái thứ mà liên quan đến alpha và beta, nếu mà chúng ta đưa những cái thứ đấy vào cái việc học và thực hành, đặc biệt là đưa vào làm công việc chạy thật ấy, thì đấy là một điều rất không nên. Và các bạn có một kinh nghiệm của các bạn như sau: những cái phần mềm hay những cái thư viện mà nó đang version là có cái gì đấy chấm không có cái gì đấy sau dấu chấm là số 0, tốt nhất không dùng. Được chưa? Kể cả hệ điều hành mới hay bất kể cái gì ấy, mà đầu tiên nó đang là cái gì đấy là chấm không thì tốt nhất là không dùng. Bởi vì những cái đấy nó là những cái tính năng mới và rất dễ gây ra lỗi. Mà những cái gì mới thì người ta thứ nhất là chưa tìm ra lỗi, cái thứ hai là chưa có thời gian để fix lỗi. Chưa đến lượt fix lỗi của chúng ta sẽ phải chờ người ta.
Được chưa? Cho nên những cái gì liên quan đến chấm 0 chúng ta đừng động vào, chúng ta chỉ có thể là dừng lại ở cái việc là tìm hiểu và nghịch thử. Ok. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn dùng ổn định thì tốt nhất là không chơi với những cái thằng là chấm 0 hay là liên quan đến beta alpha. Được chưa? Trừ khi chúng ta chơi game thì cái đấy là điều đấy bình thường. Đấy nhỉ? Chúng ta chọn cho tôi, bấm vào đây. Chọn cho tôi cái V3.3.7. Kích vào đấy. Cái phiên bản hiện tại đang ổn định của Bootstrap nó là phiên bản 3.3.7, là cái phiên bản release gần nhất của nó. Sắp tới nó sẽ dừng cái việc release các phiên bản 3 lại và nó chuyển sang version 4. Thì đến lúc đấy chúng ta sẽ học version 4 sau. Sao lâu vậy trời? Nam đi gọi đi. Tôi có quay được đâu. Em quay được rồi thì thôi à. Rồi. Đây. Nó sẽ ra giao diện như này. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta tải nó về đã. Đầu tiên là chúng ta bấm vào đây. Ra cái màn hình này chưa? Bấm vào cái download Bootstrap này. Được chưa? Chúng ta có 3 cách. 3 cách download. Download của nó 4 cách. 4 cách sử dụng Bootstrap trong project. Cách thứ nhất là tải cái Bootstrap về. Tải cái thư viện đã xử lý hết tất cả thứ về. Cái thứ hai là chúng ta sửa tải cái bộ sược code. Cái bộ sược mà nó code ra cái thư viện này về. Đây là download sửa code. Tiếp theo là SAS. SAS thì cái này các bạn chưa học. Và cái này nó sẽ chuyên sâu hơn về cái việc front end. Thì cái này tôi sẽ không dạy. Thì cái SAS này các bạn có thể về tìm hiểu. Được chưa? Cái cuối cùng là chúng ta nhúng CDN. Nhúng CDN này, cái này rất dễ dàng. Và chúng ta chỉ copy những cái link này của nó. Copy hết một loạt. Về pệt thẳng vào trong cái phần header. Ở trong phần head của website. Thế là nhúng được cái CSS về. Đấy là cách thứ ba. Nhưng mà cách này không nên dùng. Bởi vì cách này ấy, nó sẽ làm nặng tài nguyên của máy, bởi vì nó sẽ lấy trên server của bọn Bootstrap là nó đặt ở tận bên Mỹ cơ. Thì như vậy nếu mà chúng ta triển khai web của chúng ta ở chỗ nào mà mạng nó xa xôi miền núi tí ấy, thì người ta sẽ tải rất là lâu. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái cách chúng ta có những cái cách chúng ta triển khai. Thì các bạn kích vào đây, download Bootstrap. Đây này, có đào đâu. Rồi, tải nó về. Nó khá là nhẹ thôi. Có mấy trăm kilobit mà. Rồi, giải nén ra. Sau đó chúng ta sửa lại tên của thư mục này, chuyển thành Bootstrap. Tải về chưa, giải nén chưa? Được chưa? Copy này. Copy. Sau đó là paste vào trong cái thư mục public này. Tôi tạo thêm một cái thư mục nữa. Tên là plugin. Được chưa? Và paste Bootstrap vào trong này. Public plugin Bootstrap. Xong chưa? Tiếp tục ở trong cái file index.html chúng ta sẽ viết cái đường dẫn của cái file Bootstrap đây vào. Chúng ta bung cái public ra, plugin Bootstrap CSS. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái file là Bootstrap theme này, Bootstrap theme min này, Bootstrap min, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái file là public sược gì? Plugin sược Bootstrap sược CSS sược Bootstrap min.css. Min này là viết tắt của từ minify. Minify là nén nó vào. Người ta cái file gốc của Bootstrap nó là cái file này này. Đây này. Chúng ta nhìn đọc được đúng không? Đọc được đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang file min thì nó là như này. Nó chỉ có một dòng thôi. Có 6 dòng. Khi mà người ta thực hiện cái việc min này ấy, có nghĩa là người ta sẽ tiến hành là xóa bỏ tất cả các khoảng trắng ở trong cái file kia đi để làm dung lượng của nó nhẹ hơn khá là nhiều lần.
để giúp website chúng ta load nhanh hơn, còn tác dụng vẫn thế. Xong chưa? Xong chưa? Theo đúng cái đường dẫn ở đây này, theo đúng đường dẫn public plugin bootstrap CSS bootstrap min.cs này. Được chưa? Xong chưa? Cứ đừng nhìn của tôi, các bạn sẽ nhìn cái cấu trúc thư mục của các bạn ấy mà lùa lần theo nó, đây từ đây vào đến đây, vào đến đây, vào đến đây rồi đến đây. Chứ đừng nhìn của tôi làm gì cả. Xong chưa? Bây giờ các bạn mở tôi cái file bootstrap này, bootstrap.cs à. Chúng ta đã nhìn trong này nó khoảng vài nghìn file, à vài nghìn dòng, khoảng 6.757 dòng. Đúng không? Chúng ta nhìn ở đây người ta quy định những cái gì đây? Các cái, dấu chấm là cái gì? Class đúng không? Rồi những cái media, các thứ các kiểu. Hầu hết là các class. Đúng chưa? Thì cái cơ chế hoạt động của thằng Bootstrap này là cái gì? Đúng. Nó sẽ quy định cho chúng ta những cái class có sẵn. Nhớ nhá, nó sẽ quy định cho chúng ta những cái class có sẵn và chúng ta phải học thuộc những cái class đó để đem vào sử dụng cho website của mình. Thì nó cũng không có quá nhiều thứ để học đâu. Nó không có quá nhiều các cái thứ để chúng ta phải học nó đâu. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ và tìm kiếm thôi là được rồi. Thấy chưa? Ví dụ như thế nào gọi là có sẵn thì như sau này, ví dụ này deep tôi sẽ có là bg trừ succeed, không phải làm theo đâu, tôi sẽ viết text ở trong này lorem, thấy chưa? Chúng ta nhìn đấy nhá, thấy gì? Nền chuyển sang màu xanh đúng không? BG trở thành BG là danger. Được chưa? Thế tôi muốn làm một cái nút, cái button ở trong này. Button có class là btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger. À viết text nữa. Thấy gì? Nó chỉnh thẳng thành một cái button. Đúng không? Thế tôi sửa cái này thành thẻ A. Nó vẫn là button đúng không? Đây là thẻ A nhưng style nó chuyển thành kiểu button. Được chưa? Tôi muốn đổi màu cái button này, ví dụ chuyển thành màu xanh lá cây. Muốn chuyển thành màu vàng. Được chưa? Muốn chuyển đến màu xanh da trời hả? Đúng chưa? Rồi, còn gì nữa? Bây giờ các bạn đang nhìn thấy nó đang full hết màn hình này. Đúng chưa? Tôi muốn cho nó căn giữa. Được chưa? Bây giờ xem nó có responsive nhá. Có responsive không? Đúng chưa? Rồi. Xong. Đủ chưa? Nếu mà cái thẻ này của tôi muốn chia làm hai phần, một phần là 8, một phần là 2/3, một phần 3 còn lại thì tôi có thể làm cái gì? Côn trừ MD trừ 8 cách BG trừ info. Duplicate thằng này lên. BG trừ succeed.
4. Tự chia đúng không? Đây thằng này là thằng màu xanh, thằng này màu xanh là cây. Đúng chưa? Nó tự động chia theo đúng tỷ lệ và chúng ta kéo vào. Responsive chưa? Muốn thằng này sờ giấu đi khi mà xuống màn hình nhỏ hơn thì sao? Hidden trừ SM, hidden trừ XS. Đây là màn hình to, hai thằng này cùng hiển thị nhá. Nhỏ nhỏ. Mất chưa? Mất chưa? Đó. Đấy là các cái chúng ta thấy nãy giờ tôi đoàn sử dụng cái gì đâu? Class. Đúng nhá. Hầu hết là sử dụng class thì cái thằng Bootstrap này nó là định nghĩa sẵn cho chúng ta những cái lớp, những cái class CSS để chúng ta sử dụng cho cái giao diện của mình như thế nào cho nó phù hợp thôi. Được chưa? Đấy là cái cách làm của nó. Thì tôi sẽ hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái thằng Bootstrap này. Thứ nhất, chúng ta vừa rồi là chúng ta nhúng cái Bootstrap vào. Chúng ta kiểm tra xem đã nhúng thành công chưa bằng cách là chuột phải vào inspect, chạy xong rồi sau đó vào phần sược này. Sược này, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy public plugin Bootstrap CSS, chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong này dist CSS này. Bootstrap.css đúng không? Đây là nội dung. Nhìn thấy cái file này tức là chúng ta đã import nó thành công rồi. Được chưa? Xong chưa? Sau đó chúng ta vào lại website, chúng ta bấm vào cái CSS này. Bấm vào cái CSS. Đây nó là tài liệu để đọc tất cả mọi thứ về cái thư viện Bootstrap này. Thứ nhất, Bootstrap sử dụng cái HTML5 doctype. Là khai báo với trình duyệt là nó sẽ sử dụng HTML5. Cái thứ hai là chúng ta thiết kế giao diện nó sẽ sử dụng cái Bootstrap theo kiểu là mobile first. Chúng ta website của chúng ta bắt buộc phải có cái thẻ này. Được chưa? Là thẻ viewport. Xong rồi nhỉ? Tiếp theo là cái normalize CSS. Normalize nghĩa là gì? Bình thường hóa. Như thế này. Bây giờ các bạn viết cái thẻ, ví dụ chúng ta tạm thời comment cái thẻ này vào. Comment cái này vào. Máy chúng ta dùng Windows đúng không? Có ai ở đây không dùng Windows không? Tôi thì không nói gì đâu. Tôi thì không nói gì. Bây giờ chúng ta thử cho tôi một cái thẻ input thay bằng checkbox. Sau đó chạy cái file của chúng ta bằng IE và bằng Chrome xem cái thẻ checkbox này nó có khác, hiển thị cách hiển thị nó có khác nhau không? Được chưa? Có thấy khác nhau không? Có đúng không? Thì thực tế ra ấy, cái việc các cái trình duyệt nó sẽ hiển thị các thẻ của chúng ta như thế nào ấy, thì chúng ta không quyết định được. Nói thật là chúng ta cũng chẳng quyết định được cái việc đấy. Nên cái đấy nó là do các trình duyệt khác nhau. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể là quy định lại CSS cho tất cả các cái trình duyệt khác nhau hiển thị giống nhau cho một cái thẻ hay một cái loại CSS nào đấy, thì chúng ta có một cái file người ta gọi là normalize, người ta viết sẵn chúng ta rồi, normalize CSS, chúng ta chuột phải kích vào đây thì nó ra là normalize CSS. Nó sẽ giúp người ta viết ra cái thư viện này để giúp cho chúng ta làm sao đồng nhất lại
cách hiển thị các thẻ trên tất cả các trình duyệt khác nhau. Không, nó tích hợp sẵn trong bút chat, đâu về làm gì? Được chưa? Thì đấy là cái normalize CSS. Tiếp theo chúng ta có cái lớp, cái class tên là container và container float. Nhìn thấy không? Nhìn hai cái không? Được chưa? Container thì các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Ví dụ tôi để ở đây là một cái thẻ div có class là container. Trong này tôi có lorem. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy gì? Bạn sẽ nhìn thấy gì? Không nhìn gì à? Class. À đây tôi comment cái này vào rồi các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sao? Căn giữa và cách đều hai bên đúng không? Và tất nhiên cái container nó cũng có responsive. Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái container float. Được chưa? Thì sao? Nó tràn ra ngoài. Tất nhiên là nó không sát lề đâu nhá, nó không sát lề như thẻ đi bình thường đâu nhá. Mà nó sẽ cắt, nó đẩy tràn ra ngoài, nhưng mà ở trong này nó vẫn có cái padding nho nhỏ. Để cho chúng ta đấy, các bạn nhìn thấy vùng màu xanh không? Nó là cái phần padding nho nhỏ để cho chữ của chúng ta không sát lề quá, nhìn rất là tổng. Được chưa? Ngoài ra tôi đố các bạn biết nếu tôi viết như thế này có được không? Có được không? Thì nó sẽ hiển thị như nào? Thằng này là màu gì? Thằng này tôi để đây là DG trừ info nhá. Đây màu xanh da trời. Đúng không? Thằng này căn giữa rồi. Đúng nhá. Thế thằng này có tràn ra ngoài không? Có hay không? Vì sao có? Biết sau như nó là con của thằng này mà. Chẳng thấy quái được. Đúng chưa? Nó căn theo thằng trà luôn. Nếu mà tôi để đây là container thì sao? Nó chẳng khác gì. Bởi container float thì nó chỉ đơn giản là nó, nếu mà ở ngoài nó không có thẻ giới hạn cái width thì nó sẽ tràn ra ngoài. Đúng chưa? Nó sẽ tràn ra ngoài. Nó sẽ phun ra bên này. Đấy là cách chúng ta làm hai cái thẻ, đầu tiên là thẻ container và container float. Là một thằng sẽ là màn hình nhỏ căn giữa và một thằng lại sẽ tràn hết ra ngoài, có một padding nhỏ nhỏ. Đây là hai cái thẻ, hai cái class đầu tiên chúng ta học. Bây giờ nhớ chưa? Container và container float hai thằng này phải ngang level nhau. Được chưa? Nếu mà muốn tràn ra ngoài thì chức float vào. Còn nếu mà muốn co vào giữa thì làm sao? Để container thôi. Thường thường là người ta sẽ để là container float ở phía ngoài của container. Được chưa nhỉ? Đấy là cách thường thường người ta làm. Tiếp theo đến grid system. Đây là cái thứ làm nên tên tuổi của Bootstrap này. Grid. Dịch cho tôi cái chữ grid nghĩa gì? Lưới đúng không? Mạng lưới. Đây là hệ thống lưới. Thì khi mà người ta làm cái bootstrap này thì người ta đã suy nghĩ về cái cách thiết kế của cái giao diện website rồi, những cái gì như sau. Thường thường website người ta sẽ có những cái loại chia, đó đầu tiên là chiếm hết 100% đúng không, loại thứ hai là 2/3, loại tiếp theo loại thứ ba là 1/2, loại tiếp theo nữa là 1/4, đúng không? Tiếp theo nữa là 1/3, ở đây là 1/3, đây là 1/4, đúng chưa? Và một loại cuối cùng là loại 75, 3/4, 3/4 và 1/4 và 3/4. Thường thường người ta chia cái giao diện website của chúng ta theo những cái khẩu độ như này đúng không? Đúng chưa? Thì người ta tính và tìm ra cái mẫu số chung của tất cả các thể loại này, đó là 12. Ví dụ một cái thẻ mà chiếm hết 100% độ rộng thì để là
12 luôn, côn bằng 12 luôn, 12 cột luôn. Ở đây chúng ta chia 12 tức là một cái độ rộng từ một độ rộng 100% á, thế chia thành 12 cột. Mỗi cột chẳng đến đây tôi để mô thôi. Mỗi cột này chiếm là 8,3333%. Đấy, chia phần trăm. Được chưa? Thì bây giờ nếu mà tôi muốn một cái độ rộng là rộng hết full 100% thì tôi sẽ đọc cái thằng này để côn cả 12 rộng hết mức thuật. Được chưa? Thế nếu mà thằng này đây là 2/3, thằng này 1/3 thì là côn mấy? 2/3 của 12 đúng không nhỉ? 8. Côn 8, đây là côn mấy? 4. Côn 4. Đây một nửa. Đây là bao nhiêu? 1 phần côn 4. Đây là bao nhiêu? Côn 3. Đây là bao nhiêu? Côn 3 đúng không? Côn 9. Thoải mái nhá. Thích chia bao nhiêu thì chia. Thích chia kiểu gì chia. Nó hỗ trợ được đấy. Xong nhận. Thì đấy là cái hệ thống grid về khẩu độ của chúng ta. Cái thằng văn thằng nào ấy. Ố mà sắp chết chưa? Chưa chết à? Chưa chết thì ngẩng đầu lên. Tiếp theo. Đây là cái độ rộng nhá. Độ rộng nhá. Cái loại thứ hai là về cái kích cỡ màn hình. Ở trong bút chat này người ta sẽ quy định 4 kích cỡ màn hình. 4 thì nhớ. Đây tôi giơ 5 chỉ có 4 cái này tôi giữ bút 4 đấy nhá. 4 loại kích cỡ màn hình. Là bao gồm là LG là cho những cái từ 1100 trở lên. Được chưa? Tiếp theo là MD là từ 992 cho đến 1100 hay 1200 thì phải. 1200 pixel. Được chưa? Tiếp theo là SM. SM là từ 768 cho đến 992. Được chưa? Tôi chẳng nhớ lắm cái khổ độ ấy đâu. 670 không biết, nhìn như 768. Tiếp theo là từ XS là từ 768 đổ xuống. Cái này viết tắt của cái từ LG này là large. Màn hình lớn. MD viết tắt của từ middle là màn hình ở giữa, trung bình. Tiếp theo SM là small, màn hình nhỏ. Và hình XS này là extra small, là màn hình siêu nhỏ. Nó chia theo 4 cái breakpoint này: LG, MD, SM và XS. Được chưa nhỉ? Cái độ rộng cũng là như vậy. Thì chúng ta sẽ xem ở đây. Ví dụ tôi có một cái thẻ nằm trong cái container này nhá. Rồi ra mã gia hạn tên miền rồi trời. Được chưa? Chúng ta bỏ cái BG info đi. Tôi sẽ thử chúng ta này. Côn trừ LG trừ 8 BG trừ green à, BG trừ succeed. Là kêu côn BG LG trừ 4 danger. Các bạn viết đi.
Được chưa? Bây giờ chúng ta xem đúng là 84 không? 2/3, 1/3. Đúng chưa? Xong chưa? Úi giời, ông Nam xuống chống đẩy 10 cái cho đỡ buồn ngủ đi nhanh ơi. Thằng Huy này có vẻ sung sướng nhỉ? Nhanh! Bọn này lâu lâu không được chống đẩy nhưng có vẻ thèm. Được chưa? Ra chưa? Có đứa nào xịt không? Giơ tay nào. Có chạy được không? Chưa chạy thì phải bảo chứ. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ các bạn làm theo tôi này. Co. Các bạn bật developer tool lên nhá. Các bạn sẽ nhìn cái góc này này, đó chính là cái độ rộng và chiều dài của cái thẻ của cái giao diện của chúng ta đúng không? Đây đang 1200. Co xuống. Chúng ta nhìn cái gì? Dưới 1200 phát thì sao? Nó đẩy xuống đúng không? Đó, thì cái thẻ côn LG ấy là nó chỉ áp dụng cho những cái màn hình lớn thôi. Xuống dưới cái độ rộng của màn hình đấy một phát là nó xếp theo hàng dọc ngay. Thằng nào cũng chiếm 100% ngay. Được chưa? Đấy là cái giới hạn của cái côn LG. Đấy. Được chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta chuyển cái LG này, hai cái LG này sang cái MD. MD chuyển hai cái LG thành cái MD thôi, chúng ta reload lại vẫn là cái khẩu độ dưới 1200 thì chúng ta thấy gì? Nó vẫn vậy đúng không? Nó vẫn 84 đúng không? Chúng ta kéo rộng ra, để ý này, kéo rộng ra thì sao? Nó vẫn giữ đúng không? Kéo nhỏ vào, kéo xuống đến 992. Đây, 992 thì vẫn còn đúng không? Nhỏ hơn 992 phát thì nó lại đẩy dọc. Được chưa? Đấy là cái phạm vi tác động của cái MD là từ bao nhiêu? Từ 992 đổ lên trên. Được chưa? Thế nhưng mà nếu mà tôi không thích kiểu này. Để tôi demo nốt về các cái SM và XS đã xong rồi tôi nói tiếp phần kia. Tiếp theo này, sửa tiếp cái này thành SM. Sửa tiếp thành SM. Làm và tự rút ra cho tôi xem nó có được cái gì không.
SM. SM chưa? Rồi, bây giờ chúng ta reload lại thấy nó vẫn vậy đúng không? SM chúng ta xem nó đến đâu nó bị mất nhá. Đến bao nhiêu? 768 vẫn giữ này, nhỏ hơn 768 thì mất này. Xong chưa? Mày để chữ gì? Hả? Ờ thì SM ở đây nhỏ hơn 768 mà. Kéo xuống nhỏ hơn 768 thì nó có mất không? Có cái màn hình vào. Đã có viewport chưa? Hả? Đây không cần viewport nó cũng chạy này. Được chưa? Cái này đến 768 là mất đúng không? Chúng ta tiếp theo sửa nốt cái này thành XS. Extra small. Được chưa? Reload trang thì nó luôn luôn, tất cả các màn hình thì nó luôn luôn giữ là 2/3, 1/3. Xong chưa? Tất cả màn hình đều giữ 2/3, 1/3. Đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta hoàn toàn có thể xử lý dùng cái này như sau. Nếu mà với màn hình XS thì tôi muốn thằng này là 84. À không, tôi muốn với màn hình XS thì tôi muốn hai thằng này là 66. Là mỗi thằng chiếm 50%. Có được không? Được đúng không? Lên màn hình MD bắt đầu từ màn hình SM tôi vẫn giữ này, SM vẫn là 66 này. Nhưng bắt đầu từ MD trở lên thì hai thằng này tôi muốn chia là 84. Thì tôi sẽ làm như sau. Côn trừ MD trừ 8. Xuống dưới này viết thêm class là côn trừ MD trừ 4. Viết vào. Được chưa? Giờ sao? Thu nhỏ vào đây 5 năm đúng không? Mỗi cái một nửa. Kéo ra đến MD là đến 992. Thì 84. Sao? Đã sắp xếp được chưa? Cái này tôi sẽ không hướng dẫn thêm nha, dừng lại ở đây. Chúng ta tự chia lấy, tự thực hành. Cho chúng ta 10 phút để ngồi nghịch các thể loại của chúng ta. Xem ngồi bây giờ đi tìm xem là các cái giao diện khác, các cái website khác nó làm responsive thì nó chia như thế nào. Và mình thử nghĩ xem mình áp dụng được cái bootstrap này cho cái giao diện đấy hay không. Thử xem. Làm là phải đi xem của người khác. Mình học của họ. Ông đưa những kiến thức mình đang có mình đi áp dụng vào xem có được không. Ví dụ như đơn giản nhất là lên cái W3 School. Lên đi xem là nó có dùng responsive không, và dùng như vậy thì mình, nếu là mình sẽ dùng như thế nào.
không chưa? Rồi tiếp. Thế nếu bây giờ ở đây chúng ta sẽ đảo qua tiếp lý thuyết một tí. Introduction này, đây là các cái breakpoint của nó. XChasmore dành cho những cái thiết bị là nhỏ hơn 768 pixel chiều ngang là Cone XS, được chưa? Small device là Cone SM là từ 768 trở lên đến 991, được chưa? Tiếp theo là medium device là thường là cái này là desktop, cái này là tablet này, cái này là phone này, được chưa? Thì là từ 992 trở lên. Large device desktop tức là màn hình lớn thì là từ 1200 pixel trở lên là Cone LG, được chưa? Thì đấy nó là cái các cái khẩu độ của chúng ta. Đây Cone MD1 tất cả đều một hết thì nó là nhỏ bằng này. Cone 84, Cone 444, Cone 66, được chưa nhỉ? Thì đấy là cái Cone. Và chúng ta để ý cho tôi này, chúng ta đã nhìn thấy khi mà chúng ta vào cái Cone này, hover và deep ấy, chúng ta nhìn thấy gì? Nó có hai cái màu xanh ở hai bên đúng không? Đúng nhá. Màu xanh hai bên là cái Cone, các cái tất cả các Cone này nó đều có padding vào trong độ khoảng mấy pixel đấy, 8 pixel rồi. Chẳng nhớ lắm. Đây 15 pixel. Padding vào trong 15 pixel. Được chưa? Nếu mà chúng ta muốn bỏ cái padding cái gì? Nếu chúng ta muốn nó sát lẻ cho thêm cho tôi cái lớp là row vào đây. À đây row là loại bỏ ấy. Loại bỏ nó đẩy ra ngoài, nó thành một hàng thì nó đẩy ra ngoài tí chứ nó không phải là loại bỏ hẳn đi đâu. Cái container nữa vậy này. Row. Nó thấy không? Row này nó sẽ đẩy lùi ra ngoài tí. Đấy cái lớp row. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta hạn chế dùng nó thôi. Đây là cái các chúng ta chia lại. Ví dụ như Cone XS12, Cone MD8, Cone XS6, Cone MD4 thì là sao? Cho màn hình rộng thì thằng này chiếm 8, thằng này chiếm 4. Nhưng mà cho màn hình XS thì thằng này chiếm hết 100%, còn thằng này chiếm một nửa. Tất nhiên là bị đẩy dưới. Được chưa? Thì đấy là cái cách người ta sắp xếp. Wrapping. Tiếp theo là đến phần offset. Nam, phần offset là gì? Offset nghĩa là gì? Cho mày sơ. Sơ thoải mại. Không trả lời lại xuống chống đẩy nhé. Suốt ngày thì nhăn nhỏ. Offset. Cột bù đắp. Cột bù đắp nghĩa là gì? Cuối giờ chống đẩy thêm 10 cái. Đây chúng ta để ý nè. Offset đây này. Chúng ta nhìn ở đây là nó Cone là bao nhiêu? Chiếm mấy cột? 3 cột đúng không? Nó cách so với lề bên này là mấy cột? 1 3 chứ. Có thấy độ rộng của thằng này bằng độ rộng của cái khoảng trắng này không? Đúng chưa? Thì nó sẽ viết ở đây là Cone MD offset 3. Được chưa? Tức là nó cách so với bên cái thẻ ở cái lề ở bên phía tay trái phía trước cách ra 3 cột. Được chưa? Cách ra 3 cột và độ rộng của nó là 3 cột. Cái offset nó chỉ có thế thôi, cách ra so với phía trước là mấy đơn vị, mấy cột. Thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý như sau này. Ở đây tôi có là côn trừ MD trừ 6. Sau đó tôi có côn trừ MD trừ offset trừ 3. Đúng không? Cách BG trừ info. Đây tôi viết lorem. Các bạn sẽ nhìn đấy. Có phải ở giữa không? Đúng không?
Đây là một cách để cho chúng giúp chúng ta là căn giữa một cái thẻ nào đấy ở trên trình duyệt. Và thường thường sau này người ta sẽ để phần này là phần table, cái bảng để thông báo, hoặc là cái form, viết form, nội dung form ở đây. Đây chúng ta sẽ nhìn đây, nó sẽ đẩy ra như này. Được chưa? Đấy là cone offset 3. Chúng ta cũng có thể offset từ 1 cho đến 12, thích thì offset thôi. Cách ra so với đằng trước bao nhiêu cột ghi vào không lại quên đấy. Cone offset. Tiếp theo là nesting column. Rồi chúng ta nhìn thấy gì? Dịch cho tôi cái đoạn này. Dịch ra nghĩa là gì? Cái gì? Dịch cái à? Cứ dịch đi. Chẳng hiểu mẹ gì. Sao? Đấy, dịch thế lộc quá. Giờ ra. Đây, chúng ta xem deep row. Deep row là sao? Các bạn thấy nó lùi ra so với các cái thẻ đây. Ví dụ như bình thường là từ đây lên đúng không? Từ đây hết xuống đúng không? Chúng ta xem nó làm sao? Nó làm sao? Nó loại bỏ cái margin của chúng ta đi 15 pixel hai bên. Các bạn nhìn này, row margin right trừ 15, margin left trừ 15. Cái ý nghĩa của nó để làm gì không? Thử nhá. Đây, chúng ta có div, đây là class con trừ md trừ 9 đi, đúng chưa? Tiếp theo trong cái côn md 9 này tôi có class là côn trừ md trừ 6 đi. Xong được. Cách bg trừ warning. Đây các bạn này. Đố các bạn biết lề ở đâu?
Tức là cái thẻ container nó chiếm từ đâu đến đâu? Đây xem này. Xem nhé. 9 này. Nhìn thấy, các bạn để ý, nhìn thấy, bây giờ tôi đố các bạn biết cái chữ lorem này cách lề bên trái bao nhiêu pixel? Ừ? Bao nhiêu? 45. 30 pixel. Đúng không? Bởi vì côn 9 là mấy? Côn 9 cách bao nhiêu? 15 pixel, trong tất cả côn đều cách lề hai bên 15 pixel. Đúng chưa? Thằng này lại côn 6 nữa, thằng này lại côn 6 nữa, lại cách ra tiếp thêm 15 pixel nữa. Tức là nếu mà chúng ta để các côn lồng vào nhau thì sao? Càng ngày cách lề càng xa. Đúng không? Thế vậy thì chữ nó không thể nào mà thẳng được. Hiểu chưa? Thì bây giờ sao? Chúng ta hoàn toàn có thể là để đảm bảo cho cái việc là lề nó được thẳng so với tất cả. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy lại cái thằng này, cái chữ ở đây này, nó đâu có thẳng với thằng này đâu. Đúng không? Có thẳng không? Tôi nhìn tính ra nó không thẳng, nó hơi dài hơn ra một tí, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là để một cái div row ở đây. Như này, nhét vào. À. Thẳng chưa? Giờ thẳng nhá. Tôi chắc chắn với các bạn là nó thẳng rồi luôn. Được chưa? Tức là khi mà chúng ta thêm row vào thì nó sẽ lùi ra ngoài. Bây giờ các bạn khi mà hover vào cái thẻ trong thẻ 9 này. Thấy gì? Nó còn hai, nó chỉ còn cách lề với bao nhiêu? 15 pixel thôi. Được chưa? Nó chỉ còn cách lề 15 pixel thôi. Ví dụ như này, đây vẽ ra cho các bạn dễ hiểu. Trông mặt đần thối mua. Đây nha. Bình thường này, ví dụ như tôi để cái class đầu tiên là côn 9, đúng không? Thì cái lề của chúng ta đây, đúng chưa? Nó sẽ cách vào là 15 pixel. Xong chưa? Đúng chưa? Bây giờ nếu mà tôi ở trong này tôi viết thêm một cái class là côn 6 nữa thì nó sẽ cách vào thêm 15 pixel nữa. Đây là content. Đúng không? Nó cách lề tổng cộng là 30 pixel. Được chưa? Nếu mà bây giờ tôi muốn cái chữ này muốn nó nhích lùi ra ngoài này 15 pixel để cho nó đỡ bị cách thì sao? Chúng ta cho row bao ngoài nào. Được chưa? Cho một thẻ row bao ở phía ngoài của cái thẻ này, có thể là côn 6 vậy, để cho nó nhích lùi ra ngoài 15 pixel, để cho chữ nó được ra ngoài này, đúng chưa? Và row sẽ sử dụng khi côn trong côn, đúng chưa? Côn trong côn thì nên sử dụng row cho cái thẻ ở trong, để cho nó đẩy lùi cái padding ra phía ngoài, xong chưa? Đấy là cái tác dụng của class row. Để cho chữ nó được thẳng nhau. Xong chưa? Có hiểu không? Column order. Đọc và ngâm cứu cho tôi xem hai thằng này nó là cái gì. Cái column order này. Cái push là cái gì? Cái pull là đây. Pull mà đây pull, pull mà đây push. Đấy, đây các bạn này. Xem nó là như thế nào. Thằng Nam mà làm nói đúng được cái này thì trừ đi cho 5 cái. Bỏ à? Được, mày bắt buộc phải, đã nói câu đấy, mày bắt buộc phải làm cái này. Nếu mà không được thì mày tăng lên gấp đôi. Tội bỏ. Bỏ mày ruồi.
Nào, column order. Xong chưa? Như nào? Dùng cái này là cái gì? Đừng nói với tôi những cái từ những kiểu này, ấy, đó. Những cái từ đấy nó nhiều ý nghĩa. Nhanh lên. Hả? Ừ. Lại cái này. Ông có tin là mỗi một câu này của ông là thêm một cái không? Nhưng em nói mình dùng column order này. Thêm một cái. Thêm gì? Phải thêm 12 nhỉ? Giờ là thêm 12. Mình dùng cái column order. Ờ. Thì nó sẽ thay đổi chỉ gấp 1 layout. Ờ. Như nào? Nghĩa là ví dụ mình đến 39 thì sẽ đổi thành 93. Ờ. Ai bảo mày thế? Vớ vẩn. Ý kia gì à? Không đúng nha. Xem kỹ đi, demo kỹ đi thế nào. Thay đổi các con số của push với pull đi. Xem nó như thế nào.
Nam có muốn kéo thằng nó chết chung không? Có ạ. Ông Huy à? Được. Ông không trả lời được, nó sẽ phải trả lời. Lộc Thê. Sao nữa? Thế còn cái số pull 9, push 3 là như nào? Có nghĩa là có chỉ bao nhiêu cột ở trên. Hả? Gì? Sao? Tại sao lại là pull 9? Tại sao lại là push 3? Chiều chín không
Sao? Cái số 9 với số 3 này là như nào? Hả? Cái gì? Thay đổi giá trị lấy giá trị mới á, tôi chẳng hiểu gì cả. Như nào? Huy. Thằng Nam fail rồi. Không biết, không nói được là tèo. Tiếp. Ví dụ nhé. Nếu tôi viết như thế này sao? Row này. Đây là BG trừ info. Đây là BG trừ succeed. Warning đi. Rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái thằng 3 trước thằng 9 sau đúng không? Rồi. Nếu mà bây giờ tôi sửa lại cái này. Nếu tôi sửa lại cái này. Tôi cũng để thằng này là push 3 thì sao? Hả? Nếu như này thì sao? Hả? Trùng nhau ấy hả? À? Nó đè lên nhau. Đè đâu đè? Đè. Không hề đè luôn. Là như nào? Nếu đây tôi để đấy là push 1 thì sao? Ồ. Thế mà đòi tìm hiểu. Tìm hiểu là tìm cho nó hết chứ. Đây. Left. Left gì nào? Cách bên trái một cột. Đúng không? Đúng chưa? Thế nếu tôi sửa cái này thành pull thì sao? Hả? Ai bảo thế? Nhảm nhí. Đây tôi pull thêm 5 nhé. Pull thêm 5. Nó ra tít bên kia rồi. Không nhìn thấy nữa rồi. Đi, người đi đi xa lắm rồi. Nó như nào? Sao? Pull là nó sẽ tạo một khoảng cách từ lề bên bên mặt bên nào. Pull là lề bên trái, đúng rồi, đẩy ra theo số. Push là đẩy từ bên phải sang bao nhiêu cột, được chưa? Chứ không phải là cứ nhét 9 với 3 vào đây là được đâu. Được chưa? Thằng Nam mình như nãy giờ là đâu ấy khoảng 20 cái rồi sao ấy. Nhân đôi lên nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo. Mixin này thì thôi bỏ qua. Tiếp theo đến phần typography. Thì chúng ta về ngó cho tôi trước về phần typography này xem nó có cái gì hay. Được chưa?
Dãy bên này sẽ làm về typo. Dãy bên này sẽ làm cho tôi về cái table. Phần table này. CSS của nó gồm cái gì? Typography này. CSS của nó gồm những cái gì, có những cái loại bảng nào? Được chưa? Hôm sau tôi sẽ hỏi một người bất kỳ ở cái dãy bên này. Tạch thì cả dãy trống. Được chưa? Rồi, ok. Vậy thôi. Đây chúng ta nghỉ đây.